quay để còn nhập thêm chứ nhỉ. Hàng hàng nguyên bản đấy. Bản thì nhưng mà có một cái công khai như này này, hỏi mấy anh em làm trà thì bảo là cái trà mấy em quay cho anh là cái cây này này khác gì mấy cây trà Bạch Ta không? Ông anh bảo không, trà thì khác mẹ, từ hoa đến lá. Mỗi tuổi ở đây thì gọi là chăm trà không đúng kỹ thuật đấy, chưa chỉ gọi là kỹ thuật chăm chưa được tốt, cho nên là nó hơi trông nó hơi kém mã một tí. Này em trèo này, này trèo lên. Đây này, trà leo như khỉ. Ô cầu cả chậu à, tưởng rút cả cây. Nó về thì thấy chủ là chắc là lại phải cải tạo kiểu khác, như để thế này thì nó hơi bêu. Ngoài anh em làm trà bảo là như cây này với cả cây trà mình thì có khác gì không, bảo là tao chả thấy khác gì, nó giống cả lá cả hoa. Đây được cái bẹ mấy cái thân này. Có thằng Tuấn Phúc nó trá hiểu cái mẹ gì, nó bảo là như cây này mà trà ta nó phải nhiều tỷ. Như cây này, như trà ta. Đây có ông Chu Minh Tiêu nữa. Ông bảo là ông chả biết gì về trà. Ôi dồi. Tôi về tôi thẩm rồi chứ, tôi cũng bảo mấy anh, các anh em đang làm trà cổ ấy, trà mình ấy, trà cổ của mình ấy. Là cái này em quay kỹ cho anh như thế, từ lá với từ hoa thì anh thấy cái trà em quay với cái trà ta, trà Bạch Ta thì anh thấy khác gì không. Đấy là những anh em cũng có chuyên môn về trà đấy. Thì là các anh em bảo từ hoa với lá anh chả thấy khác gì. Nhiều hôm còn bảo cái lá này mấy hoa của cái trà này còn đẹp hơn. Nhưng công tâm mà nói thì ở trong Nam cảm giác hình như nó không có hoa đâu. Công tâm mà nói là như thế. Ở các vùng khác ví dụ như là Đà Lạt, Đà Liếc thì cái gì đây? Đà Lạt mấy cả cái gì mà vẫn trồng được mọc đây? Đà Lạt đi. Đà là do ra hoa nhưng mà hoa nó bé. Còn cây này bây giờ nó đang gọi là nó đang yếu, thật sự ở đây yếu, không chăm tốt. Tôi thấy ở trên, tôi đứng trên cái này tôi cũng chả thấy đẹp. Xuống cái kia thì. Xuống kia thì còn đẹp hơn. Chà đó. Thế là ngày xưa là người ta trả giá là được 520 triệu rồi đấy chứ. Còn đây là ông anh bảo thế. Nhưng mà đợt ấy là không về được. Đợt ấy là bị tắc biên là không về được. Nói chung là làm cái gì cũng thế, từ từ nó sẽ có thị trường. Cái bệ của cái cây này nè, nó rất là đẹp. Đấy, tiếc cho công. Cái bệ kia kìa. Xong rồi nhiều ông bảo là ghép trên sỏ. Thế là tôi phải quay từ các cái cành xong rồi lên tận ngọn xem nó ghép ở chỗ nào. Thế là cũng hỏi ông anh bảo là thế cái cây này có ghép không, thì ông anh Tiến bảo là không, cây này cây nguyên bản này không phải ghép đâu. Tự nhiên trèo lên đây rồi cho nên lại thấy nó hơi ấy. Đấy là mấy cái thông tin cho các bạn về cái trà Bạch với cả Bạch Ta với Bạch Tàu nhá. Nhiều anh em trong giới đấy, tôi quay cho các bạn từ lá từ hoa. Đấy, các bạn ở nhà có cái trà Bạch cổ thì các bạn tự so sánh. Còn nhiều anh em trong giới thì người ta bảo cái trà Bạch Ta với Bạch Tàu không khác gì, từ lá với từ hoa. Đó, còn nhiều ông còn bảo là mẹ lá với hoa còn đẹp hơn cái trà mình ấy. Cái thứ hai nữa là đá đúng đấy, cái thời điểm sốt của nó là nói chung là cũng đến 500 hơn 500 triệu đến 520 triệu đấy. Đấy. Cái thứ hai là cây này thì các ông ấy bảo là ghép sỏ, thế là tôi mới lên tôi quay từ gốc lên đến cành, chi, tay, chân các thứ. Thế là thì là để cho anh em biết là có phải ghép không, thì là về sau anh em nhìn vào bảo không phải ghép đâu, cây này cây nguyên bản. Tại vì nói thật ra là tôi vẫn nhận là tôi không hiểu gì về trà mấy ấy. Nó mấy hôm nay cũng ngao du sơn thủy rồi.
Đấy, cho nên là cũng biết một cây trà kiểu gà ghép sở ấy, nó cũng có giá kinh khủng luôn, chứ đừng nói là một cái cây nguyên bản, từ hoa, từ lá, từ bông, từ thân, từ gốc, cái tay thứ hai này nó rất đẹp, nó mềm, kết hợp hai cái thân này nó khá đẹp. Đấy, đi xuống nhá. Cầu Cả Phong lá đỏ mấy cái gì đã biết xuống, bây giờ xuống kiểu gì. À đây, kéo bên này. Đây, chú Bí Kiêu đây này. Tôi hỏi các cái chuyên gia về trà cổ của tôi rồi. Bên này nó hơi ồn, tôi hỏi anh em là cũng là anh em thân thiết đấy, anh em cũng không phải là kiểu như kiểu ông ấy, không phải như kiểu là ông mấy ấy đâu, ông về Văn Giang đâu, mà tôi là cũng hỏi nhiều anh em thân thiết đấy, nên là bảo là cái trà mấy em quay như thế, mình bảo trêu, mình bảo là quay cho anh như thế, anh xem là trà em quay mấy cả cái trà ta bạch anh đang nuôi thì nó có khác gì không. Anh em bảo là tao chả thấy khác gì, từ nã từ hoa, không mệt lắm, hôm qua không ngủ ấy. Còn đây thì như cũng cây trà bạch. Đây cũng cây trà bạch. Nhưng mà cây này nó không đẹp cái thân bằng cái cây kia. Ở đây là cái mô hình gọi là nhập thôi, chứ còn nếu mà để chăm để đẹp mấy cả từ lá hay lá nó mỡ ấy, không chăm được. Mệt lắm mẹ, hôm nay mệt, hôm qua không ngủ ấy. Hôm qua không ngủ thế là mệt. Đấy, bây giờ người đấy, cây trà so với người đấy. Còn tôi cũng muốn quay cho mọi người để rõ ấy, ví dụ như là từ lá, từ hoa, từ thân, để xem các bạn định xem là nó khác mấy cái trà mình như thế nào. Cái thứ hai là nhiều bạn bảo là ghép sở thế nọ thế kia, thì tôi cũng quay cho các bạn xem là nó ghép ở đâu. Nhiều ông anh xem thì là cũng bảo là đây là cây nguyên bản, xác nhận là cây nguyên bản rồi, thì tôi lại bây giờ tôi lại sửa lại cho các bạn, chứ không phải ghép. Không có ghép đâu mà ghép. Đã bảo cây này cây nguyên bản này còn. Ông trai hiểu cái mẹ. Tôi đã nói là cây này cây nguyên bản, không phải ghép, không phải ghép sở. Và cây này là cây này nói chung là nó là chắc là nuôi bên Trung Quốc nó lâu lắm rồi đấy. Nghỉ đây mệt lắm rồi.